ជាសកម្មភាពសរសេរអក្សរខ្មែរបែបបុរាណរបស់យុវតីចិនសេអាយុជាយុវតីចិនសេអាយុជាគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី1លើមុខជំនាញក្រាហ្វិកឌីហ្សាញនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈយុវតីរូបនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈការសរសេរអក្សរខ្មែរបែបបុរាណដែលផ្ដើមចេញពីការសរសេរអក្សរលេខនិងសារល្បងសរសេរអក្សរខ្មែរឱ្យបានស្អាតបានប្រែក្លាយឱ្យយុវតីរូបនេះជាសរសេរអក្សរខ្មែរបែបបុរាណដែលមានសម័យកាលនិងប្រវត្តិស
mình tập bóng như thật là sẽ so nó thỏng đa tê tay tập chân pê để nhóm dư tập kho tới ở miền bông của ôn là môi trường nó còn bán từ xa phía sau bóng nhóm ấy trở trong méo tại tập pê nhóm chạp đam xưa hay nhóm chạp xưa sao chạp bóng như thế à so nâng mấy bàn trình miền kê chạp bà đóng hay kê xả lại so nhóm mẹ còn gặp bàn thảm thế à so bóng nhóm nâng chia so lại khả năng là bị bổ ràng ơi tại kê chẳng thở so nâng cha lên sạc ra sạc ra chị đam ấy chân hai bạn chập đam mới nhưng còn chập đam là chịu phía so và đang bật hàng kia chân một tuần bên này ai dứt chía mình sẽ mặt tập hiếp ai sẽ nâng ăn bằng khá xong rạp ai so bởi rắn đã chập đam bị sạc tập vọt tì bởi mũi đó sạc tập vọt tì đã bấy đòi ai so tiếng nút cứ mình phía bị bác nơi không ca sạc giá đòi mình chướng mình cậu bách nâng mít sợ chả đàn mảnh cô môn cô nâng khỏi cô như cậu bán ấp đôi xe máy lùng quay hình xưa tại đợt bây giờ xe hình dư tư vì ai sẽ này này tại mẹ là so bằng on nó cứ của bạn bị khnhi tại khó thay à so một con nâng khỏi con nâng cứ như lại cái nẹt thay bị bỏ rán nó miên hình một miên ai chờ trên xe máy lớn đại ca sờ lánh nâng trang áp hiệp ác sọc máy bài bù rán dù bà tê rụng nít bàn dù khánh thá ca sắc xa bị ác sọc bù rán cư miền âm lánh nét xâm đọc luôn bố viết bà bà đoàn âm lánh đòi bộ bẹp bà rọc máy đại bà mừng cát nơi ác sọc tiếng nụ nâng bà mừng sao túc mở đọc về bà chạy bòn từ thương ngại ảnh ác út ai chút chia trong bài khách xâm đập hiếp đọc luôn ai chút bị ác tình ác sọc bù rán tạm xí la trái đất căn tờ trán nâng trong miền xâm đập hiếp trả ác sọc lừa xa xa ra sợ đực tìm mua nhóm ai từ xe ba nên lưu tam cả đấy phần tay nhóm ở toa ai từ xe ai cha nên lưu sạc ra sạc đập mẹ nè ở vậy chờ tâm mục nhóm đang hiện dò nhóm đang dò sò bọn nhóm đang hiện cha lưu sạc ra sạc đập mẹ bọn giờ là bây ở bom on mẹ chúng muốn lấy quạt nên đang ở quạt bán score bán nhiều nơi khác ở vì muốn là mà nắng dương ở toàn biên sạc ra sạc xe rồi ca chờ nón muốn nắng cứ cha lưu sạc ra sạc đập ấy chẳng tại đập bê à lờ lờ nữa việc khác này khác đi hành nhưng chị đã bảo sơn chị nhưng ở sắp xa phía sau vì ấy vì muốn mà tết còn nhưng mặt đăng khác à so vì sự máy muốn nâng mang mấy khi nhưng mặt đăng này hay mùi tiện nó còn nhưng mặt đăng khác vì muốn nâng vì muốn lăng vì sự máy xe tiện mặt nâng cứ miền là so cứ miền cả đặt xe đôi khi sự máy lớn nâng ở cửa miền này cứ miền cha lên sự ra sự rớt như có sự răng như chị đã mới chẳng ta bảo sơn chị ngày một tới nhóm và sau chỉ nhóm miền tây hiện nhóm đã hiện giờ sau bọn nhóm nước cha đã sực ra sực ra với sực ráng cha biểu chia ở hướng phèn hướng hướng lệ cả chập bắp mai chập bắp sợi sen chỉ đa mũi trắng làm bay áo chạy chu đó bộ mai bông ôn biểu chia chân khỏe bởi dương đại quạt là quạt ập bàn score khá tiền quạt ở chỉ xếp ôn ôn này khát mau pi mà ở lệ cả nhà hàng tập luyện đọt đạt mai chẳng ai quạt con nơi thêm ở vì muốn lang má ở bộ phận bộ đọt mai bảo dưỡng và bàn sọt tụ ai cái khác làm bài ở công mai dưỡng trong nón năng là bàn con ខោហើយអសខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានលក្ខណៈសំខាន់មិនតែនសម្រាប់ឲ្យយើងស្គាល់ឲ្យដឹងជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់តម្រិះដកដាថ្មីឲ្យគាត់បានស្គាល់ថាអត់បានដឹងថាខ្មែរពីមុនឡើងមានអសបែបបីផ្ដល់លើទៅយើងអាចមើលដឹងមើលស្គាល់ថាអសនេះជាអស